Rồi, xin chào anh em. Hôm nay Tuấn Audio Long An xin gửi đến anh em một clip test đôi loa Boss 701. Đây là đôi loa 701 trơn anh em ha. Và trong những dòng loa cao cấp của Boss thì cao cấp nhất thì có Boss 603, 601 series 3, em xin lỗi. 601 series 3, 701 hai lỗ hơi, 701 trơn. Thì nó cho những chất âm mà ngoài cái sức tưởng tượng của chúng ta. Thì riêng cái phần 601 series 3 thì em không cần nói tới nữa ha, thì nó quá là đẳng cấp. Và hôm nay em về đôi loa này trong tình trạng là đẹp xuất sắc, đẹp xuất sắc. Và cặp này là trùng series nha anh em. Hình ảnh thì nó có, em có chụp chi tiết và cụ thể ở trên Face ha, anh em cứ vào tường của em xem. Và đôi loa này nó có một cái công suất là mắc là 200W và được sản xuất tại Canada ha, được sản xuất năm 1994. Thì chất âm của Boss thì anh em cũng đã biết thì nó có thể vừa kết hợp nghe nhạc chuyên nghiệp và hát karaoke rất là tuyệt vời. Và riêng về 701 thì nó cho một tiếng bass xuống rất là sâu và rất là trầm ấm. Và do kết cấu đặc biệt của thùng loa cho nên tiếng bass nó rất là hay. Và bây giờ em đi đến quay cận cảnh cho anh em xem. Đây, để em làm tối cho anh em thấy cảnh lại ha. Cảnh rất là đẹp anh em. Du thành sắc cảnh ha, rất là đẹp. Thì đôi loa này nó màu xám ha, rất là đẹp. Trưng bày thì tuyệt vời, chất âm thì quá hay, em không cần phải bàn cãi gì nữa. Chỉ biết bây giờ chỉ đến quay cận cảnh cho anh em xem ngoại hình của nó thì nó còn rất là đẹp, đẹp xuất sắc ha. Du hình sát cảnh em ha. Thì nó có một cái mic ở đây, một cái trap ở đây và một cái mic ở đây nữa ha. Và đối xứng qua bên đây thì cái mic và cái trap bên đây và một cái mic phía bên đây ha. Ở trong thùng đây thì nó có một cái bass ha, để tạo ra một tiếng hơi, ra cái luồng hơi ở đây là tiếng bass ra thoát ra đây anh em ha. Đó. Đẹp tuyệt vời. Đây là bụi anh em ha. Và hôm nay em ghép nó với một con âm ly xanh xui AU Alpha 607XR ha. 607XR mặt vàng chanh nhôm phay rất là đẹp. Đây là ngoại hình của em nó đây nè. Vỏ còn rất là đẹp, ruột gà còn sáng giới ha. Thì em cũng có hình chi tiết cụ thể ở trên Zalo và Facebook luôn ha. Thì con này nó chạy 8 sò than ha, 2 tụ lực nguồn rất là to, công suất đó là 250W. Về xanh xuôi thì nó cho một cái tiếng bass rất là mềm mại và ấm áp. Thường thì bass này anh em hay ghép với đờ nông thì cho tiếng bass nó sẽ chắc và gọn hơn. Còn em thì em thích tiếng bass mềm mại và sâu thì em ghép với xanh xuôi. Xanh xuôi ha. Ở đây em cũng đã có ghép thử với 7800 hay La Mã. Thì cái tiếng bass nó cho quy lực mạnh hơn là thằng xanh xuôi. Nhưng mà theo em thì về cái dãy cao á thì nó không lại bằng con 607XR. Cho nên em sẽ test cho anh em nghe qua con này. Đó là cái tai nghe của em nó như vậy ha.
thì tầm nghe của anh em như thế nào em không biết lắm, nhưng mà em của em sao em chia sẻ qua vậy như thế. Đây em quay sau lưng của lò luôn ha, đang cũng còn rất là đẹp anh em ha. Rồi em sẽ quay xuống cái phần ở dưới để cho anh em mình xem cái xuất xứ của đồ lò ha. Hơi khó nhìn tí nha anh em, nhưng mà em cũng cố gắng ráng quay. Đây Boss 701 ha, đây là cái lép ha, power ha, công suất nó là 200W, được sản xuất 1994 anh em ha, Made in Canada, hàng 701 là sản xuất tại Canada. Rồi cũng là một cái bản nhạc quen thuộc của Trái Linh và Hương Lan, Dấu Chân Kỷ Niệm. Em sẽ mời anh em đi test qua bản nhạc này ha. Anh em có tai phone đeo vào ha, để cảm nhận được tiếng bass nó xuống sâu và quy lực. Rồi hôm nay em có về một đôi Yamaha 1000 monitor ha, dòng loa kiểm âm của bên Nhật ha anh em ha. Thì đôi này về trong tình trạng rất là đẹp ha, góc cạnh dương hành sắc cạnh đẹp tuyệt vời. Thì anh em nào có nhu cầu hãy liên hệ cho em ha.
Và em xin báo giá ha. Đôi loa Yamaha 1000 monitor này nó có giá là 13 triệu đồng nha anh em. 13 triệu đây này dính keo ha, 13 triệu đồng. Và đôi loa Boss 701 ha, Made in Canada thì nó có giá trên 20 triệu anh em ha. Âm ly AU 607 Alpha 607 XR mặt nhôm phay vàng chanh, tình trạng đẹp rất là đẹp anh em ha, có giá là 8 triệu 300 ngàn đồng. Thì anh em nào có nhu cầu hãy liên hệ về số điện thoại 0343612345 gặp em. Và anh em nhớ đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những clip tiếp theo của em. Xin cảm ơn anh em rất nhiều.